Hello các bạn, bonsai một ngày vui, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày đầu năm mới, chúc cả nhà mình gặt hái nhiều thành công, niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn những cái tác phẩm bonsai dừa chân Tết với những hình ảnh linh vật là chú trâu Tân Sửu 2021. Thì hiện tại hàng hóa vẫn còn đang lên như thế này các bạn. Chia sẻ với các bạn là những cái tác phẩm ở đây là cái bonsai sim hồng hai đọt được vào trên cái chậu chú trâu kéo đồng tiền, nó cũng là hình cái chậu luôn. Cái này thì trên thị trường có rất là nhiều các bạn, mình chỉ việc mua chậu này về và mình chọn một cái tác phẩm dừa đẹp. Thì ở đây trong vườn mình chọn tác phẩm bonsai dừa sim hồng hai đọt khá là phù hợp để chơi Tết các bạn. Cái này thì nó chưa có đặc chuẩn gọi là bonsai lắm, nhưng mà ngày Tết thì chơi nó sum xuê như thế này thì nó sẽ rất là ok các bạn. Bên cạnh đó có một cái băng rôn là lời chúc và chúc mừng năm mới 2021. Tiếp theo nữa là mời các bạn xem một tác phẩm bonsai dừa hình thú được sản xuất trên hầu như hoàn toàn là bằng những cái công cụ là từ dừa hết các bạn. Gáo dừa làm nên hình cái đầu của chú trâu và ghép chân cũng có những cái lời chúc, và ở đây là trâu có nhiệm vụ là mang tài lộc đầu năm đến cho tất cả mọi người. Ngụ ý của mình là như vậy, các bạn xem và góp ý nha. Đối với cái mẫu trâu mà làm trên hình gáo dừa thì nó có đến 3 mẫu lận, và đây là cái mẫu thứ hai. Tác phẩm được phối trên một cái dừa sim xanh. Đấy các bạn thấy không, hình ảnh rất là duyên dáng. Em cầm một cái lời chúc để chào đón tất cả mọi người, rất là phù hợp để mình chưng Tết, dịp Tết, đặc biệt là với các bạn mà yêu thích bonsai dừa thì mình có thể chưng cái tác phẩm bonsai dừa này. Đây là một cái tác phẩm thứ hai xin giới thiệu các bạn. Mục tiêu của mình cũng là ngụ ý để sau một năm khó khăn thì chú trâu này có nhiệm vụ là vừa chưng Tết vừa mang tài lộc và những cái điều may mắn đến với đại gia đình của tất cả mọi người. Khi chúng ta chưng cái này tượng trưng cho cái linh vật là năm Tân Sửu 2021 thì nhà nhà người người ai cũng đều mong muốn là có những cái điều may mắn vào và tài lộc vào đầu năm, thì nó rất là thú vị. Mong các bạn xem và góp ý cho mình ha. Tác phẩm sẽ còn được lên bóng nữa các bạn. Bên cạnh đó thì mình cũng không có quên được những cái chậu truyền thống. Đây là chậu của ông địa ông thần tài là kéo cái bao tiền, thì cái mẫu hình mẫu này nó rất là bắt mắt và rất là dễ vào những cái tác phẩm bonsai dừa. Thì ngày Tết thì tùy theo nhu cầu thì có những người họ sẽ đăng trưng bày những cái tác phẩm này, ông địa ông thần tài cổng đào và kéo cái bao tiền, cũng là ý nghĩa mang tài lộc vào nhà của mình luôn. Và đây là một cái tác phẩm bonsai dừa ông thọ cầm quả đào, thì mình làm quà trưng Tết để mình tặng cho bố mẹ, gia đình của mình hoặc là những người lớn tuổi, các chú, các anh, những người mà có tuổi ở trong gia đình thì mình tặng cái này nó rất là ý nghĩa. Cầu chúc cho những điều may mắn vừa đủ và sống thọ với gia đình ha các bạn ha. Ở đây là ông thọ ngồi, mình còn có tác phẩm ông thọ đứng nữa. Bên cạnh những cái tác phẩm khác thì tất cả những cái tác phẩm này đều ngụ ý là mong muốn mang đến cho mọi người những cái điều mà tốt lành đầu năm. Bên cạnh đó, những cái tác phẩm bonsai dừa này các bạn có thể chơi xuyên suốt quanh năm. Với cái cách chăm sóc thì các bạn yêu thích thì các bạn cứ theo dõi trên cái kênh Bonsai Một Ngày Vui. Sau khi các bạn xem cái này, chịu khó mình ấn nút đăng ký kênh để khi qua Tết mình sẽ làm những video mình hướng dẫn cách chăm sóc. Mà các bạn muốn thay chậu thì mình sẽ thay chậu trên những cái tác phẩm này để mình tiếp tục duy trì cái cây dừa và mình chơi xuyên suốt quanh năm các bạn ha. Dịp Tết thì nó khá là bận rộn cho nên mình quay tới đâu là mình ghi âm đến đó để mình chia sẻ với các bạn những cái sơ lược một vòng giới thiệu cho các bạn đó.
Thì bên cạnh đó thì mình cũng có phối hợp với một số anh em để mà làm những cái tác phẩm là vừa trái để mình vừa thư pháp đó. Nhưng mà năm nay là thay đổi bằng cách là mình làm cái chữ nổi và đổi cái kiểu dáng chút xíu. Các bạn xem tham khảo, ai có nhu cầu thì mình cũng liên hệ với mình cái số điện thoại ở dưới để cho mình làm cái chiếc cầu nói nó tiện lợi hơn các bạn ha. Một vòng mình xem lại cái vườn bonsai vừa một ngày vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn đăng ký kênh Bonsai Vừa Một Ngày Vui để xem những video mới nhất ha. Chào các bạn.